sống như một con người ngây thơ trong tinh hoàng. Hãy định đi trên thế giới. Dây dứt trong mỗi bước chân. Cho tôi xong là đúng không? Lập tức truy bắt trong phạm vi cả nước. Trên thế giới tôi phải bắt anh. Chỉ còn một con đường. Mà phải tiếp tục sống. Nhất định phải sống tiếp. Đón xem Phải Sống lúc 12 giờ trưa nay trên giải trí TV, truyền hình cáp Việt Nam. Khi sự thật không thể cất lời, nỗi quan niệm ngày càng chồng chất, tình yêu chắc chờ, cuộc sống bế tắc, thân phận bị đánh tráo, còn thử thách nào người con gái ấy chưa vượt qua? Đón xem Sống Trong Oan Nghiệt lúc 22 giờ từ thứ hai đến thứ sáu trên kênh giải trí TV, truyền hình cáp Việt Nam. Thiên mệnh phó thác anh điền, phân chính tà bình thiên hạ. Giải trí TV hân hạnh giới thiệu Khương Thái Công cầu gà.